Ok, xin chào mọi người. Đây là cái đóng hàng ngày 18 tháng 6 của Thuận nha. Thì tất cả các cái hàng bên Thuận đều sẽ đóng gói quy cách nó tương tự giống như vậy nè. Đó. Thì hàng của Thuận sẽ được gói cho ống nước ha. Đây là ống nước nha mọi người. Này, ống nước đây, lớn nhỏ thường cưa thường để sẵn hết đây. Đó, thì sẽ được đóng gói cho ống nước như thế này nè. Thì đảm bảo là cần đến tay mọi người nó sẽ không bị va đập gì hết nha. Từ mắt đến rẻ luôn, cây cần 100.000 thì chẳng hạn thì Thuận cũng vẫn có ống nước luôn, ống nước nhỏ này nè, thấy chưa? Tại vì tiền 100.000 đối với một số người có thể là nhỏ, nhưng mà một số người đó, tiền 100.000 cũng rất là lớn rồi. Một số em mới là học sinh đó, thì người ta cũng phải để dành rất lâu mới mua được cần câu ha. Thì nói chung là Thuận rất trân trọng những cần câu những mọi người nha. Đó. Nói chung là Thuận rất là trân trọng cần câu của mọi người, thì khi mọi người đặt Thuận sẽ gói rất là kỹ vào ống nước ha, để đảm bảo hàng tới tay mọi người nó sẽ còn nguyên vẹn nha. Đó thì mọi người nhìn thấy đi, tất cả kiện hàng của Thuận đều có chữ là vui lòng cho khách xem hàng ha. Đó, thấy chưa, vui lòng cho khách xem hàng. Đây. Thì bên Thuận bán hàng nói chung là công khai mọi người, thì anh em mình gửi hàng tới, anh em mà thấy kiểm tra hàng ok này nọ vừa ý thì trả tiền, không vừa ý thì trả, là Thuận không có vấn đề gì hết nha. Thuận nói chung Thuận dễ lắm, thấy chưa. Đây. Bên đây là cái khu ống nước, đây nó hơi lộn xộn tí xíu ống nước Thuận để hơi nhiều. Đó. Đây là tiệm của Thuận nha mọi người. Đó, đây là tiền của Thuận nha. Đó, nó hơi về vộn tí xíu, Thuận dọn mãi mà nó cũng không có ấy được. Đó. Thì hôm nay Thuận sẽ giới thiệu đến mọi người một cái loại cần lua mà giá bình dân, mà thương hiệu luôn. Đó là cần lua của mẫu Daiwa. Đây là cái tem mà bên công ty Daiwa gửi cho Thuận nha. Thì cái này Thuận nhập trực tiếp không qua trung gian nha mọi người. Thì về sơ lược về cái phần của Daiwa này á, thì trước mắt là Thuận đã khui một kiện rồi, thì thấy là bên công ty họ đóng gói rất là ok. Một cái hộp thế này là 5 cây. Thì Thuận có về trước mắt thì Thuận sẽ về hai loại cho mọi người thấy. Một cái loại giá rất là rẻ. Còn lua giá rất là rẻ nha. Đây. Đây nó có một cái mã vạch này mọi người. Mã vạch là 043 là của Mỹ. Nhưng mà cái này hàng này là made in Việt Nam nha. Người Việt Nam mình sử dụng hàng Việt Nam nha mọi người. Made in Việt Nam này, thấy chưa? Đó. Made in Việt Nam. Bây giờ Thuận sẽ khui cái kiện hàng này ra cho anh em xem ha. Đây là cục hàng còn nguyên tem, nguyên siêu, nguyên kiện luôn nha. Làm cái gì thì bóc hàng mới vẫn là cảm giác thích nhất nha mọi người. Đó. Giờ Thuận sẽ khui ra cho anh em xem. Đây. Đây là mẫu cần Daiwa. Daiwa Việt Nam, hàng giá rẻ nha. Cho anh em mà muốn tập lua thì sẽ khởi nghiệp bằng cái cần này ha. Là người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam nha. Hàng rẻ, chất lượng là tầm trung luôn nha mọi người. Bây giờ Thuận sẽ lấy thử một cây cho anh em xem ha. Đây. Đây qua kén bằng. Nói chung cũng khá là đơn giản ha mọi người. Cái này sẽ có một ngọn một thôi. Đó, hàng Trung Quốc thì nó mới chế ra nhiều ngọn ha.
còn hàng hiện này nọ thì chỉ có một ngọn thôi mọi người. Hình như Thịnh hơi bị nghiện mung lua này luôn á. Mấy anh em nào mà ở gần tiệm Thịnh thì biết á, Thịnh câu lua suốt luôn, rất là nghiện cái môn này. Anh em nhìn cần câu thôi nghe, đừng nhìn mặt Thịnh nha. Thì trên tay Thịnh đang là quy cần mang thương hiệu Daiwa nha, thấy chưa, Daiwa hiện made in Việt Nam, logo Daiwa này thấy không đó, ăn tiền cái logo này nè. Thì cảm nhận của Thịnh trước tiên là cái cần này rất là nhẹ luôn, rất là nhẹ luôn nha mọi người. Kén gỗ này nhìn cũng khá là sang ha. Đây có một cái logo Daiwa Re-sticker. Cái này có thể tháo ra được. Ở đây có hàng chữ là Made in Việt Nam. Nói chung mình cũng tự hào vì Việt Nam mình cũng làm được cần câu ha. Người máy câu thì theo bản thân Thịnh thì Thịnh chưa thấy, chỉ thấy được cần câu thôi. Còn máy thì chưa thấy, tại đa số là mình phải xài sử dụng hàng Trung Quốc, hàng Thái Lan, hàng của các nước khác, Malaysia chẳng hạn như Shimano. Trên đây là cái thông số của cái cần, một số cái thông tin của nó. Đừng để như thế này như nó bị ngược rồi, mọi người đọc không được ha. Đây là cái này Swiss file. Nó có một cái tem của công ty nhập đây, công ty Daiwa. Thì cái cần này đây khá là dẻo mọi người, chưa khá là dẻo. Cần này là cần mấy ngang nha, tổng cộng nó có là 2, 4, 6 khoen đó, 6 khoen tính luôn cả đầu bu ha, khá là dẻo. Đó, thì đây là cây Daiwa của mình nha mọi người. Cây này thì Thuận vừa cân thử thì nó nặng là 150g. Đó, khá là nhẹ luôn ha. 150g nha. Chiều dài của nó là chiều dài mà khi cắm cần vào á là 1m98 nha mọi người. Thì cái cây này độ cứng của nó là MH. Ác xanh của nó đánh màu nó tầm khoảng từ 8g cho tới 14g nha mọi người. Này cây nó là MH nha, cây Daiwa. Thì theo Thuận thấy so với cái giá tiền này, cây này chơi rất là hợp lý luôn. Đây, kén bằng ha, logo Daiwa đây, thương hiệu Daiwa, người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam nha. Đó, ở đây có một cái logo Daiwa và một cái tem của công ty nhập. Đó, ở đây nó có một cái móc cho mình để khi mình lua mình di chuyển từ cái nơi A đến nơi B đó, mình có thể móc con mồi ở đây ha. Thuận đang chơi cái cần Pioneer MH khá là bền, nhưng mà nó nhược điểm đó là không có cái móc này, phải móc một khoen. Và cái cây Swift File này á, cây mà hàng chính hãng á, đó thì mọi người sẽ để ý giùm Thuận ha, nó sẽ có một cái chữ Swiss File in chìm ở trên cây cần đây nè, ngay khu vực này nè mọi người, biết sao cho anh em thấy đây, đó mọi người thấy chưa, đây nè, cái chữ nó in chìm đây nè, in chìm trong thân cây cần luôn nha. Ngoài cái chữ nổi này ra thì nó sẽ có một chữ in chìm ở đây, mọi người lưu ý nha. Đó, đây là khoen đề ba của nó, cần máy ngang thì khoen đề ba nó nhỏ ha, nó không có lớn như cần máy đứng. Đây là tem của bên Daiwa, đây chữ tiếng Anh không mọi người, cần dốt tiếng Anh mà. Đó, đây bên trong chữ tiếng Anh không. Đây là phần ngọn,
ngọn thì Thượng thấy nó cũng rất là nhỏ gọn luôn nha. Đó. Thì bây giờ cây này dành cho anh em mới tập chơi này nọ. Và quá ok luôn rồi, quá xuất sắc luôn rồi ha. Đó, hàng đây qua nha. Cây này mấy bạn gắn thêm một con máy Yumushi hoặc con máy tương đương đó thôi. Con máy khoảng 340, 350 thôi. Quốc chỉ cần này là lua bao yêu luôn nha mọi người. 150g. Cầm nó không có bị sệ tay ha. Đó. Rồi ok. Khi mà anh chị em nào đặt hàng Minh Thuận á thì Thuận sẽ gói chống sốc cái cần này ha. Và Thuận đóng hàng cho ống nước nha, chứ không có đóng trong hộp như thế này nha. Thuận đóng hàng cho ống nước hết. Đảm bảo là hàng tới tay mọi người á nó sẽ còn nguyên vẹn nha. Nhất là những cái đầu bu này nè. Rồi. Ok, chào mọi người.